Alo, chào tất cả các bạn. Bây giờ là 10 giờ đó ha. Thôi mình sẽ bắt đầu cái buổi workshop ngày hôm nay nhé. Thì có thể là các bạn khác còn chưa có chôn thì chắc là cứ để từ từ, từ các bạn chôn chôn vô sau. Cứ bắt đầu cho đúng giờ thôi. Đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành cái thời gian vào sáng thứ nhật để tham gia vào cái workshop do IT4VN tổ chức định kỳ hàng tuần. Thì mục tiêu của cái workshop thì cũng giống như lặp lại cho các bạn thôi, có nghĩa là cố gắng mang đến các cái thông tin mà chủ yếu hướng đến các cái bạn trẻ, các bạn sắp sửa gia nhập vào cái nghề làm công nghệ thông tin, và hy vọng là cũng là các cái thông tin dành cho các cái bạn mà đã có kinh nghiệm thì có dịp để remind lại, hoặc là để các bạn có thêm một cái chiều thông tin. Rồi vậy thì trong quá trình mà trình bày đó thì nếu như có những cái điểm mà các bạn, nhất là các bạn có kinh nghiệm đó, mà các bạn thấy rằng là nó cần phải được làm rõ hơn thì xin các bạn cứ việc đóng góp, thì IT4VN sẽ rất là vui nếu được các bạn tham gia vô để chúng ta có những cái tương tác, để có cái nhìn về cái chủ đề á nó đa chiều hơn, thì như thế thì các cái bạn trẻ khác sẽ học được nhiều hơn. Đó là cái tiêu chí mà cái workshop mình đề ra, thì mong là sẽ đạt được như vậy. Rồi ngoài ra thì nhờ các bạn là có câu hỏi á, thì các bạn cứ đặt vào trong cái chatbox của cái group workshop ngày hôm nay nhé, thì đến cuối giờ chúng ta sẽ cùng thảo luận trên các cái câu hỏi mà các bạn đặt ra. Thì nhóm cũng xin dành một số cái phần quà để tặng cho các bạn đặt các cái câu hỏi cho nhóm vào buổi workshop ngày hôm nay. Thì cái phần quà đó thì nó cũng chủ yếu là liên quan đến cái vấn đề chúng ta học tập thôi. Thì nhóm của chúng ta là nhóm dạy học tập mà, nên là quà nó sẽ liên quan đến phần đó thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì nói một chút lại về cái chủ đề, thì nói về cái việc mà quản trị vận hành nguyên một cái đội ngũ công nghệ thông tin, mà đặc biệt là trong cái thời kỳ hiện tại bây giờ là nó cái việc mà work from home do cái dịch bệnh như thế á, thì cái việc mà vận hành nguyên cái đội nhóm công nghệ thông tin đó nó sẽ được chú trọng nhiều hơn. Nhưng mà nó sẽ có những cái điểm gì mà để cho chúng ta cần phải chú ý, nhất là các cái bạn trẻ mà đã tham gia vào trong cái nghề làm công nghệ thông tin đó được khoảng vài năm, thì các bạn có thể là các bạn đặt câu hỏi là làm thế nào để mà cái nhóm mà leader của các bạn quản trị một cách như hiện tại. Và như vậy thì nếu như các bạn được assign một phần việc trong đó, thì các bạn có thể nhanh chóng tiếp thu và các bạn có thể phát triển nhiều hơn được hay không? Đấy, thì đó là mục đích của cái buổi workshop ngày hôm nay, sẽ nêu ra những điểm chính đó. Thì vì cái vấn đề quản trị thì nó rất là rộng lớn, và cái workshop của chúng ta thì thời gian thì có hạn, nên là mình sẽ cố gắng chỉ nêu ra các cái điểm chính, và các bạn sẽ tham khảo các cái keyword để mà các bạn có thể là tìm hiểu thêm. Thì cái gì cũng vậy, khi chúng ta chưa biết được chúng ta nhờ người chỉ được, và quan trọng là chúng ta sẽ tự chúng ta đi trên cái con đường đó, thì chúng ta sẽ gọi là cái kiến thức á, thì nó mới thành là của mình ha. Còn nếu như mình sẽ trông chờ vào những cái gì đó, nếu mà nó để sẵn thì trên mạng nó có rất là nhiều các bạn, trên mạng bây giờ các bạn tìm thì sa số luôn đấy. Nhưng mà khi nó nhiều và nhiều thông tin quá thì hoặc là các bạn sẽ không biết bắt đầu từ đâu,
hoặc là các bạn sẽ bị càng confusing, có nghĩa là nó nhiều quá, thì mỗi một bên người ta ghi như thế này, người ta bên người ta ghi thế khác, thì mình sẽ nên nghe ai? À, thì những cái buổi giống như thế này á, những buổi cuộc sống như thế này là để giúp cô đọng lại các cái kiến thức, và các bạn sẽ có được những cái keyword để cho mình biết được là mình sẽ nên tiếp thu cái kiến thức mà mình tìm được nó như thế nào. À, rồi, ok. Thì đây là cái lịch của ngày hôm nay ha. Đầu tiên chúng ta sẽ nói rằng là hỏi rằng là công việc của IT á, nó có nhiều không? À, các cái bộ phận khác á, thì người ta sẽ nhìn vô các cái bộ phận bộ phận IT của một cái tổ chức á, nó như thế nào, đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ xem các cái tạm gọi là các cái định nghĩa từ một số cái nơi uy tín, người ta định nghĩa về cái chuyện mà quản trị công nghệ thông tin nó như thế nào. Rồi xong rồi mình nói ok, nó nhiều quá trời quá đất vậy, thì cái business của chúng ta nó đang không phải lớn, hoặc là business chúng ta nó đang quá lớn, thì có một cái lý thuyết nào chung để áp dụng hay không. Rồi chúng ta sẽ nói về một số cái best practice, thì những cái best practice đó thì ở đây chỉ là nhắc lại, tại vì có thể là đa số các bạn đã từng nghe nói tới. Còn mình gom nó về một mối, đặt nó lên trên một cái khung chuẩn để cho mình cùng nhìn ra coi các cái best practice đó hoặc các cái standard đó nó apply như thế nào. Thì cái này là cũng sẽ nói sơ lược qua về chuyện đó. Rồi sau cùng là sẽ nói về các cái điểm quan trọng. Thì điểm quan trọng đó là cái gì, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp theo. Rồi vậy thì đầu tiên nói luôn các bạn xem coi là cái nghề công nghệ thông tin nó có nhiều quá không, các cái công việc của công nghệ thông tin của chúng ta. Thì các bạn có thể là xem bên dưới ha, thì cái khúc bên dưới á, thì tạm gọi là cái hình mà bên nhóm IT4VN đã có public rồi, thì đã nói gom nhóm có chín nhóm công việc lớn của công nghệ thông tin ha. Thì các cái công việc lớn đó nó sử dụng trên các cái kiến thức nền tảng, thì các kiến thức nền tảng đó đa số chúng ta đã được học ở trong trường. Có thể là trường đại học, trường trung cấp hay gì, nó không quan trọng, miễn là các bạn hiểu được nó và các bạn có thể bước đầu vào nghề ok đấy. Nhưng mà nếu mà xét về từng cái loại nghề á, cho bên công nghệ thông tin á, thì các bạn nhìn thấy ba cái cột bên trên á, chắc chắn là nó chưa có đủ nữa, nó liệt kê ra như đó mà chưa có đủ nữa, đúng không? Và đang nói đến các cái loại công việc trong công nghệ thông tin, thì có nghĩa là cái bộ phận mà quản, gọi là hồi nãy bây giờ mình đang dùng chữ quản trị đúng không ha, vậy thì cái bộ phận quản trị người ta phải quản lý hết nguyên cái nhóm này. Vậy thì các bạn thấy là nhiêu đó là vẫn chưa có đủ đúng không? Thí dụ như là ngay lúc này là các bạn có thể là thấy nghe nhớ một số cái title mà nó thời thượng bây giờ, thí dụ như là ERP consultant, ví dụ như là Cloud Engineer, Kubernetes Specialist, đúng không? Nó còn rất là nhiều mà trên này chưa có liệt kê hết. Nhưng mà cố tình ghi ra ba cột như vậy để cho các bạn thấy nó nhiều. Và nếu như một người mà làm việc quản lý thì người ta sẽ quản quản trị nguyên cái nhóm này như thế nào? Thì các bạn thấy nãy giờ là nêu ra này hai mấy cái thứ ha, là quản trị rồi quản lý ha. Thì cái này trong các cuộc sống trước đã có nói và cũng lại nhắc lại tí xíu nữa thôi ha. Thì tạm gọi nôm na thì quản trị là nó có cái tính human human sense trong đó nó nhiều hơn, có nghĩa là cái người đang giữ được cái vai trò là lead, là head của cái bộ phận á, thì cần phải có cái cảm,
rất là nhiều trong đó. Thì cái cảm đó là vì sao thì chút xíu nữa chúng ta sẽ nói tới ha. Rồi như vậy thì đó là quản quản trị. Thì chính vì thế mà các bạn thấy cái gọi là các ban giám đốc đó, ta dùng cái chữ là management, management board, đúng không? Có nghĩa là người ta phải, ngoài cái chuyện lý tính nè, ngoài cái chuyện về luật lệ này kia đặt ra thì người ta cần phải có đó. Nên là thường người ta sẽ dùng cái từ là quản trị, là có thiên về mặt con người. Còn khi mà nói về mặt quản lý thì nó phải căn cứ lên các cái tài liệu về tạm gọi là các cái chính sách, các cái luật lệ, rule and regulation của công ty đã đặt ra, đúng không? Đó thì như vậy thì mấy buổi trước cũng có, mấy buổi sắp trước cũng có nêu nêu về cái phần đó, quản trị, quản lý hoặc là management với lại governance, đúng không? Thì hôm nay là nhắc lại một chút xíu như vậy cho các bạn. Như vậy thì cái việc mà quản quản trị ấy, nó phải có cái tính bài bản của nó, và cái tính bài bản của nó phải dựa lên trên những cái rule and regulation của công ty. À, đó thì các bạn phải chú ý chuyện đó ha. Đây thì chúng ta sang cái bước tiếp theo là chúng ta xem gọi là một số cái định nghĩa abstract về cái việc mà quản trị của công nghệ thông tin nó như thế nào, đúng không? Rồi vậy thì cái quản trị của công nghệ thông tin, thí dụ như chúng ta ở đây là chúng ta nêu ra ba cái nguồn. Một nguồn từ cái tổ chức Gartner, là cái tổ chức rất là uy tín về công nghệ thông tin. Họ có rất là nhiều thông tin, và họ cái thông tin của họ đưa ra những cái được được khảo sát rất là kỹ lưỡng và rất là bài bản, đúng không? Một cái tổ chức khác là một cái đơn vị thuần về kinh doanh công nghệ thông tin, đó là IBM. Rồi một cái trang khác là cái trang Wikipedia. Thì tất cả những cái thông tin đây tạm gọi là thông tin tiêu chuẩn, các bạn đều có thể đặt trên trận. Và các bạn thấy hình như là nó mỗi ông có vẻ đâu đó nó có một kiểu, đúng không? Ví dụ như ông Gartner, ông nêu ra ba phần thông tin cho chúng ta biết về cái việc quản trị cái đội nhóm công nghệ thông tin, đó là gồm những cái gì. Thứ nhất là operation service, rồi thứ nhì là các cái application, và cái thứ ba là về các cái service do công nghệ thông tin mình đưa ra, đúng không? Thì cái về các service mà công nghệ thông tin mình đưa ra đó, thì trước đây nếu như các bạn có tham gia lớp mà ITSM của IT Foreign mở ra đó thì chắc các bạn cũng đã biết, đúng không? Đấy, như vậy thì với Gartner đó, và được đa số, phải gọi là khá là nhiều các cái tổ chức trên thế giới người ta công nhận đó là bộ phận IT của mình đó, tạm gọi là bộ phận cung cấp dịch vụ ha. Như vậy thì mình cứ bổ ra tất cả các cái thứ gì mình cung cấp cho người ta mình đều gọi là dịch vụ, và từ như vậy thì nó mới dẫn đến cái ITSM là IT Service Management, đúng không? Thì như vậy thì nếu như mình dùng cái từ mình nói là bộ phận công nghệ thông tin, quản trị bộ phận công nghệ thông tin là Managing IT đó, thì nó tương đương với lại là ITSM. Nói như vậy nó cũng không có sai nha các bạn, nói vậy nó vẫn không có sai đấy, nhưng mà nói như thế thì nó thiên về cái phần lý khá nhiều ha, và trong đó thì dường như là nó vẫn còn thiếu đi một chút nào đó. Thì cái thiếu một chút nào đó thì chúng ta sẽ xem thử ha, các cái định nghĩa khác. Ví dụ như cái định nghĩa của IT của IBM á, thì nó đơn giản nó nói là công việc IT là có hai phần: monitoring administration. Cái phần công việc đó nó focus vào cái việc làm sao mà để cho cái vận hành đó, nó có đạt được cái hiệu suất tốt hơn, và quan trọng là giúp được người ta làm việc tốt hơn. Một cái này thì cái định nghĩa này thì nó rất là abstract, nhưng mà nó có vẻ nó trúng 100% luôn rồi, nhưng có điều là nó abstract quá mà mình cũng nhìn vô chẳng, mình cũng chưa biết là nó đi như thế nào, đúng không? Tại nó quá abstract mà. Rồi vậy thì chúng ta nếu mà coi đến cái phần bên Wikipedia thì nó nói có vẻ sâu hơn chút xíu, nhưng mà được cái là ngắn gọn, đúng không? Cái phần định nghĩa đọc vô chữ thấy nó nhiều chữ hơn mấy kia rồi đó, nhưng mà nhiều chữ hơn nó đồng nghĩa với chuyện là nó bao quát, nó tổng quát á, thì cũng ok. Như vậy là quản trị công nghệ thông tin đó là
việc quản lý tất cả các cái IT resource. IT resource thì nôm na là bao gồm nó có hai phần, trong đó nó gọi là cái tangible investment và cái phần thứ hai nữa, nó gọi là con người. À, như vậy thì các bạn thấy là Wikipedia nó nói rõ thêm cái phần về con người, đúng không? Phần trên Gartner là nó không có nói về phần con người, nó chỉ focus vào trong cái outcome mà IT được cung cấp ra bên ngoài, đó là cái service, đúng không? Vậy thì quản trị phần con người quan trọng á thì nó mới đúng cái chữ là management. Các bạn thấy rõ không? À, rồi, như vậy thì cái việc quản trị đó nó bao gồm thêm một số cái thứ khác, ví dụ như budgeting ở bên trên á, nó nói nhưng mà cái chữ budget nó ẩn chứa bên trong đó. Thí dụ như IBM là operate efficiently thì như vậy thì nó phải bao gồm cái phần chi phí quan trọng. Anh bảo là anh đạt hiệu suất thì hiệu suất phải so sánh trên cái gì chứ? Mọi thứ làm á, thí dụ mình làm mình đều phải có một cái standard để mình so sánh, đúng không? Thì nếu đạt thì nói về hiệu suất, anh hiệu suất dựa trên cái gì? Thì như vậy thì trên thế giới người ta có những cái cách tính toán, thí dụ các bạn từng đã nghe về TCO, các bạn nghe là ROI, vậy tất cả những thứ đó là những thứ gì đó, thì những cái đó nó thuộc về phía bên mà IT management. Thì như vậy là IT management có nghĩa là phải làm việc làm sao phải show lên được cho ban lãnh đạo, cho các bộ phận khác và IT làm việc hiệu suất dựa trên các con số chúng ta tính toán ra như thế này đó. Còn cái cách làm nó như thế nào á thì nó là một cái chủ đề khác á, hôm nay chỉ nêu ra các bạn cho các bạn biết những có được những cái chuyện đó, đúng không? Và từ khi các bạn biết được những chuyện đó thì các bạn sẽ thấy lên một cái điểm mà tạo gọi là mình tin là sẽ có một số bạn bạn nhất là bạn trẻ mà có năng lực về kỹ thuật, các bạn đang rất là tạm gọi là confusing trong người của mình. Của nôm na là cái gì? Là cái tay làm lãnh đạo của mình á, xin lỗi mình nói thẳng cái này, và tạm gọi là cái tay làm lãnh đạo của mình á, có vẻ kỹ thuật nó kém hơn mình á, tại sao nó được ngồi vị trí đó? Cái này là chúng ta cứ việc nói thẳng ra với nhau là như thế, sẽ có một số người đặt cái câu hỏi là như vậy, đúng không? Đấy, thì như thế thì dựa trên cái định nghĩa này các bạn thấy là cái vấn đề về làm cho nó hiệu suất thì nó có nhiều việc khác ngoài cái công việc về kỹ thuật ra, đúng không? Thì nó có budgeting, nó có staffing, có quản lý cái sự thay đổi. Mà công nghệ thông tin, cái khó của công nghệ thông tin đó là quản lý cái sự thay đổi, đúng không? Rồi tổ chức, rồi control, điều khiển. À, đấy, thì như thế thì qua cái định nghĩa tổng quát về cái managing IT này, các bạn thấy là như vậy thì quản trị công nghệ thông tin nó không đơn thuần chỉ focus vào trong vấn đề technical, và cũng không đơn thuần như một số cái đơn vị khác, các cái bộ phận khác hay là các cái team khác thì nhìn công nghệ thông tin. Đối với một số nơi người ta nhìn công nghệ thông tin gọi nôm na là người ta đâu ok, mấy thằng bay là mấy thằng chỉ trỏ, mấy thằng là đi chui gặp bàn, gọi nôm na là vậy ha. Thì thí dụ như trước đây là mình đã từng quản lý cho một cái đơn vị gần tạm gọi là khá lớn ha, thì có tới khoảng 7-8 cái brand. Thì một số cái brand người ta mặc nhiên các cái việc gì mà liên quan đến động đến chân tay là người ta sẽ kêu kêu IT. Mình tin chắc là có một số bạn đây cũng đã gặp trường hợp đó. Cái gì cũng gọi IT hết. Ổ điện nó bị mất điện trên cái ổ điện cũng gọi IT, đúng không? Rồi họ cắm dây vô mà nó không chạy thì cái đó là cũng là do ông IT. Rồi đến sorry luôn là ngay cả cái bình lọc nước á, mà nó được lọc bằng qua điện á, mà nó không ra được nước nóng á, có khi cũng gọi IT luôn. Chưa kể đến cái chuyện là nước hết rồi nhờ IT thì chuyện đó là anh em hỗ trợ nhau là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng mà họ cho là giống như là tất cả các công việc là của IT. Thì ở đây thì chúng ta phải nhìn nhận rằng là cái việc mà có bạn vừa mới bảo là không nghe được thì không biết ở đây là tất cả các bạn khác nghe được không ạ?
À rồi, cảm ơn bạn. Vậy là chắc là do cái cá nhân của cái bạn bị máy tính ở nhà thôi. Rồi rồi, cảm ơn các bạn. Vậy là mình tiếp tục ha. Rồi, như vậy thì chúng ta hiểu được cái văn hóa của người Việt Nam á, là cái ăn bạn khi mà đã là làm cái nghề công nghệ thông tin của mình đó, là cái nghề đi hỗ trợ, nên là bị các cái đơn vị khác người ta gọi mình, đó là chuyện bình thường. Thì như vậy thì quay lại cái vấn đề của cái người làm quản lý, quản trị cái nhóm công nghệ thông tin đó, cần phải biết cách giúp anh em trong team làm thế nào để đương đầu với các cái yêu cầu mà nó chưa phù hợp từ tất cả các bộ phận khác. Thì giúp chỉ có hai thứ để mà giúp. Thứ thứ nhất đó là bằng các cái văn bản tài liệu quy chuẩn. Ok, đây là công việc của công việc IT. Cái thứ hai là cần cho họ thấy là team IT luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ tất cả các bộ phận khác. Nhưng cái sẵn lòng giúp đỡ này nó cần phải có một cái giới hạn. Đấy, thì như vậy thì cái người mà làm quản trị nhóm công nghệ thông tin, cái người head của nhóm công nghệ thông tin đó, cần phải có cái skill set đó. À, thì như vậy thì các bạn thấy là cái đó là cái sự mềm dẻo uyển chuyển. Thì có một số người á, thì làm quản trị rất là đơn giản, ok là cứ tự làm đi, bên kia người ta nhờ thì tụi mày làm đi, đấy đúng không? Thì như thế thì lâu ngày á, các anh em member trong team á, thì có thể là cảm thấy bức xúc khó chịu, đúng không? Hoặc là nếu chúng ta mà rất là cứng rắn, no, công việc này không phải IT, công việc này không phải IT, kêu bảo vệ làm, kêu làm mình nói đại khái như thế, thì liệu là chúng ta có thể giữ được cái tính phối hợp công tác bên trong hay không? Thì cái tính phối hợp công tác đó, tính là phối hợp gì, chút xíu chúng ta sẽ nói tới ha. Rồi như vậy thì qua tạm gọi là ba cái định nghĩa của người thế giới như thế này, thì chúng ta có thể rút ra được cái gì nó có thể chi tiết hơn một chút xíu nhưng vẫn mang tính tổng quát, và nó không lệ thuộc vào cái size của tổ chức hay không, cái quy mô của tổ chức của chúng ta có không? Thì nêu ra là có, nhưng mà các bạn cần phải đọc cho kỹ, đó là cái tiếp theo ha. Rồi đây thì nó cũng có 3 điểm chính. Các bạn nhớ là lúc đầu chúng ta có nói về cái chính cái loại công việc trong công nghệ thông tin ha. Thì chính cái loại công việc công nghệ thông tin nó dựa trên ba cái concept này ha. Mỗi một loại nó đều dựa trên ba cái concept này, và ba cái này thì tạm gọi là cái đúc kết từ tất cả những thứ khác ra. Này là phía bên IT4VN là đúc kết xong rồi đưa lên trên đây ha. Thì có một số cái thì lấy từ các cái nguồn chuẩn trên internet ha, chứ bên nhóm là cũng không nói rằng là nhóm cái này là nhóm tự nghĩ ra nha các bạn ha. Nhưng mà nếu như các bạn mà đi tìm á, đi tìm ra từng thứ giống như vậy á, thì trên mạng các bạn sẽ tìm nó nằm ở rải rác ở nhiều nơi. Cái này giống như là cái để tổng hợp lại cho các bạn biết nha. Như vậy thì về mặt nguyên tắc, công nghệ thông tin của chúng ta nó sẽ hoạt động dựa trên ba cái bánh xe lớn, tạm gọi là ba cái concept lớn. Thứ nhất là về mặt governance, tạm gọi là các bạn cần phải follow được cái yêu cầu đặt ra từ cái ban lãnh đạo. Tại vì công nghệ thông tin chúng ta cũng chỉ là đơn vị đi hỗ trợ, đúng không? Chúng ta tồn tại do cái business nó tồn tại, mà business nó đặt ra yêu cầu thì chúng ta cần phải follow được nó. Nhưng mà trong quá trình follow mà chúng ta có đề xuất cho nó cải tiến này kia lên, đó là công việc chúng ta phải làm ha. Đầu tiên chúng ta follow trước cái đã. Thì vì chúng ta follow như thế, người ta gọi cái đó là governance. Thì nếu trong một công ty nhỏ, cái quy mô công ty chúng ta nó nhỏ, thậm chí lãnh đạo còn chưa quan tâm đến chuyện governance sẽ là cái gì, thậm chí á, thì như thế thì các bạn vẫn cần phải tự hiểu mình đang đang làm nghề mà ha. Thì cái này cái nghề của mình phải hiểu là ok, mình cần phải follow cái yêu cầu của lãnh đạo, tại vì họ thấy rằng là làm như vậy
nó sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty. Thì cái phần đó gọi là cái phần governance thì chúng ta phải follow, không có cách khác. Cái chữ phải follow đó nó phải dùng cái chữ là governance. Các bạn thấy thấy không? À, nhưng mà chúng ta follow nó theo các cái yêu cầu. Chúng ta nếu chúng ta có những cái đề xuất lên cho nó hữu lý hơn thì chúng ta làm, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, đúng không? Còn ví dụ như chúng ta tự trong bản thân chúng ta cảm thấy rằng là cái đề yêu cầu quái gở, nhưng mà chúng ta lại không có một cái feedback phù hợp trở lại, mà chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta react rằng là chúng ta khó chịu, hoặc là chúng ta ok ông muốn vậy tôi làm đại vậy, mà chúng ta không quan tâm đến cái điểm thứ hai của governance, thì như thế là không có phù hợp. Ở thấy không? Điểm thứ nhất tạm gọi yêu cầu là các bạn cần phải follow cái rule, cái flow, cái process mà bên business người ta đặt ra. Cái điểm thứ hai là các bạn phải follow những cái yêu cầu về mặt kiện toàn cái dữ liệu. Thì người ta tạo ra cái bộ phận IT để làm được những chuyện này, người ta cần dữ liệu gọi là CIA đó, đúng không? Là mỗi lần người ta đụng tới là cần phải có cho người ta dữ liệu đó phải được bảo mật, có nghĩa là với cách nào nhận được quyền xem cái dữ liệu nào thì chỉ được xem như thế, đúng không? Không có thể nào thông tin public sẽ đại trà, và dữ liệu là phải integrity, có nghĩa là nó phải chính xác, nó luôn luôn đúng. Giả sử thông tin được nhập vào trong hệ thống nó bị sai là do người dùng người ta nhập sai, các bạn cũng phải show lên đúng là như thế. Đó là cái công việc của IT. Còn có việc manipulate cái data, khai thác cái data, đó là công việc của các cái đội nhóm thuộc về bên business. Còn đến khi mà họ bên business người ta đặt ra yêu cầu cho mình là ok, chúng tôi có những cái rule như thế này, tạm gọi là thí dụ như các bạn nghe nói về AI ha, ML ha, nó là những cái thứ mà mình đang đang chuẩn bị nói này, là những cái rule, những cái pattern mà bên business người ta có dựa trên cái raw data để rút ra được một cái kết luận nào đó. Và khi người ta đặt cái rule nó cho mình thì mình đi implement, mình đi develop cái software nó phù hợp theo cái rule đó, và nó sẽ rút ra kết luận theo đúng như vậy cho người ta, đúng không? Thì như vậy thì nó là IT, chúng ta cần các bộ phận hỗ trợ là như thế, đúng không? Chúng ta được quyền đóng góp ý kiến vô, nhưng chúng ta cần phải follow họ trước cái đã. Thì như thế thì khi mà tạm gọi là cái sự thách thức trong trong cái hoạt động kinh doanh hàng ngày á, nó sẽ thường xuyên xảy ra, nhưng mà khi chúng ta đã follow đúng, chúng ta có những cái đóng góp đúng, thì tất cả các bộ phận khác người ta không bao giờ người ta quay lưng lại với IT, người ta đổ thừa là tại mấy thằng IT mà nó ra. Còn nếu như các bạn không làm việc theo cách đấy, hoặc là các bên mà quản trị cái quản trị cái nhóm của người thông tin á, tự cho mình là có cái quyền, tạm gọi nôm na là mình đóng góp rất là nhiều cho công nghệ thông tin, cho cái business này mà, đúng không? Là giờ IT là nó có tiếng, là các bên khác mà lớn chớm là chém hở là tao lắp account lại, chạy khá giống như vậy. Nên như thế thì không sớm thì muộn thì cái team IT của mình sẽ mệt. À, thành ra là cái concept này chúng ta phải nhớ. Concept thứ hai là thuộc về cái hạ tầng, thì nó quá rõ rồi đúng không? À, hạ tầng của chúng ta là nó không quan trọng đến cái kích thước của cái business, mà chúng ta phải luôn luôn đảm bảo nó available cho người ta, nó chạy chúng và nó chạy đúng như cái thời điểm người ta cần, đúng không? Chứ cái hạ tầng đến lúc người ta cần, thí dụ như là công ty chứng khoán chẳng hạn, đúng cái thời điểm cần để đặt lệnh vào bên trong thì hệ thống nó chết queo. Mấy bữa hôm trước là báo chí cũng đăng đầy hết trơn á, không, hệ thống của HOSE chết, thì cái chuyện nó chết và ở cái thời điểm người ta cần, và nó sống ở cái thời điểm người ta không cần, như vậy thì nó đâu có tác dụng gì đâu, đúng không? Đó, thì IT phải quản được cái phần infrastructure, và IT phải quản được cái phần chức năng, và cái phần chức năng mới là cái phần quan trọng. Thì hồi nãy giờ đã nói bên trên, nếu như phía bên governance người ta đưa ra, mà bên phần functionality mà chúng ta
apply được, chúng ta develop được đúng như vậy thì nó quá tốt. Thì vậy thì đây là ba cái concept mà của cái việc quản trị nhóm công nghệ thông tin cần phải hiểu, và nó không có quan trọng đến cái quy mô của tổ chức. Nếu như quy mô của tổ chức chúng ta tạm gọi là một công ty SMB nhỏ ha, small medium business ấy, thì chúng ta cũng vẫn nhớ ba concept này để mà chúng ta làm việc. Thậm chí có một số cái business mà bây giờ là người ta thuê bên ngoài là chủ yếu, thì cái người mà được giao in charge, tạm gọi là chung là quản lý cái nhóm công nghệ thông tin ấy, thì lại càng phải nắm ba cái này. Và thật ra các bạn, nếu như các bạn đang làm một số công ty mà nhất là các công ty ra nước ngoài á, công ty đa quốc gia đó, thì nó hay là dính vào cái chỗ này. Có nghĩa là các công ty đa quốc gia đó, nếu nó có văn phòng hoặc chi nhánh ở Việt Nam á, đa phần là nó sẽ theo cái việc quản trị từ bên công ty mẹ, từ bên tập đoàn. Thì như thế thì cái người mà làm công nghệ thông tin của trong công ty đó, nghe cái tên thì rất là to, nhưng mà thực ra đó là chỉ làm những công việc đôi khi nói một cách quá đáng, rồi làm những công việc chân tay. Thí dụ như là có một mình đã biết ha, có cái ngân hàng của Anh Quốc nó làm ở Việt Nam, thì nó tuyển vô là cái người mang tên mang tiếng là IT specialist, rồi tên bên trên có thêm một người nữa, hai người hoặc ba người. Người thứ người bên trên là IT manager thì không nói đâu ha, thì bên dưới là cái ông IT specialist, tên thì rất là to, nhưng mà bản chất là vô là bên công ty mẹ nó kêu là cắm dây chỗ nào, cắm dây mạng chỗ nào thì cắm đúng giống như vậy, chỉ cần làm như thế thôi, no more, đúng không? Thì dĩ nhiên với tổ chức giống vậy, nếu chúng ta đang đi làm thì vẫn ok, không có vấn đề. Quan trọng là chúng ta earn được cái gì từ 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 đó ha, chúng ta học được cái gì, rồi chúng ta phát triển cái nghề chúng ta ra làm sao, rồi chúng ta có thể là đến lúc thấy cái áo chúng ta chật á, thì chúng ta có thể là đi kiếm cái chỗ khác có cái áo nó rộng hơn để chúng ta mượn, đúng không? Nhưng mà cái đó là cái yêu cầu từ phía bên business các bạn cần phải hiểu. Và khi mình hiểu rồi thì mình thấy là mình đi làm rất là nó dễ chịu cái đầu óc nha. Rồi ok, vậy thì tất cả những thứ này thực ra trên thế giới người ta đã nói hết rồi, người ta đã có những cái standard cho nó rồi, thì cái standard cho nó là đây ha. Thì các bạn thấy là các công việc của IT á, các bạn nhìn ở phía bên cột bên trái á, thì các công việc của IT gọi nôm na thông thường á, thì nó là lên kế hoạch xong rồi xây dựng rồi vận hành đi, rồi monitor nó, nếu có issue đơn giản thì fix ngay, còn nếu không có issue thì hoặc là cái issue lớn thì phải quay về lại lên kế hoạch để mà xử lý tiếp. Thì nguyên cái nhóm đó nó tách biệt với lại cái phần governance, tạm gọi là tại sao nó là tách biệt ha, ở lúc nãy mình nói chung nhưng mà ở đây mình nó tách biệt. Tại vì sao? Vì governance của công ty nó sẽ riêng, governance của cái team IT mình nó sẽ là riêng. Thì nó riêng biệt như vậy để làm gì? Để tránh đi cái việc gọi là vừa đá bóng vừa thổi còi đấy. Nhưng mà trong một cái tổ chức nhỏ xíu à, ví dụ như nãy mình nói là một cái ngân hàng của Anh Quốc ở Việt Nam nữa có ba người ha, thì như vậy mình phải nhớ cái anh mà làm lead á, anh phải kiêm luôn cái phần governance, và anh sẽ là sao delegate được cái quyền để mà vận hành bên dưới á, cho team của mình. Thì như thế đó thì anh sẽ tạm gọi là đứng chung dung nhất có thể để mà check được là cái hệ thống của chúng ta đang được cấu hình đúng phù hợp hay chưa đó, nên là người ta đã tách ra là như thế. Thì cái này là cái sơ đồ này đã được hướng dẫn ở trong cái khóa mà ITSM của IT4VN đã hướng dẫn ha. Thì nó quá nhiều chứ như thế, các bạn tự tham khảo hoàn toàn được, các bạn nhận trí các bạn hoàn toàn tham khảo được đấy. Nhưng mà nếu như là chúng ta muốn đi nhanh, mà thực ra là trên thế giới nó đều đi nhanh giống như thế, thì chúng ta cần phải đi học. Cái đó là có con đường nó rất là rõ ràng luôn ha. Vì vậy là các bạn thấy là trên internet á, nếu như mà đi tham gia các cái lớp học á, thì thường là các lớp học nó rất là nhanh. Nhưng đặc biệt á, là các lớp học bên kia người ta mở là kiểu là tạm gọi là cho cái đất nước mà nước nào nó phát triển rồi, thì cái người nhân viên á, được chủ yếu là được cử đi học
và được cử đi học thì cái thời gian nó phải narrow lại, và thời gian cử đi học nó sẽ nằm trong giờ hành chánh, đúng không? Còn ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh là đất nước còn nhỏ, công ty còn nhỏ, nên là chúng ta sẽ thường là chúng ta phải tự học, chúng ta đi lên, đúng không? Nên là cái giờ học của chúng ta là có khi cũng phải dạy dạy ngoài giờ. Đó là lý do mà bên IT4VN là chủ yếu mở các lớp đó, là mở vào ngoài giờ, đúng không? Và lớp ngoài giờ có thể nó bị kéo dài. Ví dụ như là cái lớp về IT đi các bạn, ở bên nước ngoài á, người ta tổ chức là trong vòng khoảng 5 ngày. À, 5 ngày thì cái thời gian nó liên tục học trong giờ hành chánh mà, đúng không? Thì giờ thí dụ như là Việt Nam mà chúng ta dạy thì nó sẽ còn có 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, mà chúng ta học vào buổi tối thì đương nhiên thời gian nó sẽ bị kéo dài ra. À, thì chuyện đó là chuyện nó bình thường ha. À, thì các bạn chỉ cần awareness được như thế thì các bạn sẽ thấy là như thế nào là phù hợp với bản thân của mình để chúng ta đi tham gia học. Rồi các bạn nhìn thấy không? À, thí dụ như cái IT4 có cái phần highlight màu vàng bên dưới IT4, các bạn hãy chú ý là cái starting, cái khởi điểm của IT4 nó nhẹ hơn cái IT3. Cái IT3 đúng là cái thiên phần về cái ITSM luôn á ha. Nó nằm, các bạn nhìn thấy trên cái hình á, thì nó nằm ở chính giữa của cái phần range với phần monitor ha. Nhưng mà nó lấn lên trên, nó là cái hình tam giác á, nó lấn lên trên luôn cả phần plan với phần build. Đúng không? Thì cái IT4 nó khởi điểm nó nhẹ hơn. Chính vì vậy á, ban đầu tiên cái concept của IT3 nó nói là vẫn đúng, là delivering value, là mang lại giá trị cho cái business, nó vẫn đúng nha các bạn. Nhưng cái IQ4 thì nó nâng cấp lên một bậc. Thì cái nâng cấp lên một bậc á, chủ yếu của nó là hướng đến toàn diện tổng thể, có nghĩa là hướng đến cả các cái doanh nghiệp nhỏ. IQ4 nó có một câu rất là hay, đó là không có quan trọng là bạn đang nghiện ở đâu, bạn hãy start ngay cái hiện cái hiện trạng của bạn để bạn bắt đầu implement cái IT4, không sao cả, đúng không? Còn cái IT3 nó vô, nó mở ra một cái thế giới giống như là đã mature rồi, à, đã đủ lớn rồi. Còn trong khi cái IT4 nó nhìn được xa hơn, nên nó là ok, có những cái doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi đầu thì các bạn cứ start đúng như các bạn đang có, và các bạn chú ý là delivering value là quan trọng, nhưng chúng ta hãy work cùng với business để cùng tạo ra cái value. Có nghĩa là nếu như cái business nó đã mature rồi, nó đủ lớn, nó được đầu tư rất là bài bản cho công nghệ thông tin rồi, thì lúc đó là chúng ta sẽ luôn luôn làm ra cái kết quả là giá trị, mang lại giá trị cho doanh nghiệp. Còn nếu như mà chưa được mature giống như vậy thì chúng ta sẽ cùng với lại các cái business team chúng ta tạo ra cái giá trị cho doanh nghiệp. Đó, thì cái idea chính nó là như thế. Rồi, ở đây có một bạn có đặt câu hỏi ha. Thì cái câu hỏi của bạn thì chờ chút xíu mình vào cuối giờ là chúng ta sẽ tổng hợp lại, chúng ta sẽ trả lời nha. Rồi, như vậy thì hồi lúc nãy chúng ta đang nói về cái best practice, những cái thứ đang có, thì thường á, là phía bên phương Tây á, người ta hay tạm gọi là người ta cố gắng lý tính hóa, lượng hóa tất cả những cái công việc để cho nó dễ quản lý. Đơn giản là vậy, đối với phương Tây mọi thứ nó cần phải rõ ràng, nên nó lý tính hóa ra. À, thì chúng ta đã biết rằng là cái việc mà lý tính hóa ra như vậy thì nó vẫn trong đó là đối với người Việt Nam mình nó vẫn có những cái mềm mềm như chỗ, đúng không? Có những cái chỗ nó chưa được rõ ràng. Thế thì cái framework Sophia ha, cái framework này cần phải đọc là Sophia ha, tại vì cái tên người ta đặt ra, người ta cố tình announce, gọi là cố tình cái việc phát âm á, nó là như vậy. Thì chúng ta hãy nhớ cứ đọc nó là Sophia. Thì cái này đã được giới thiệu một lần ở trong cái workshop về cái nghề nghiệp và về là phát triển phần mềm của IT4VN đã nói trước đây. Thì giờ cái này nhắc lại, có nghĩa là cái competency của cái người làm công nghệ thông tin, người ta cũng lượng hóa ra làm 7 lớp.
Thì thí dụ như các bạn thấy là trong công ty mà cái bảng lương á thì là thường á người ta sẽ chia làm 4 thang bậc lương hoặc 5 thang bậc lương, đúng không? Thì cái Sophia này nó cũng nói về cái level nó như vậy, nhưng mà nó chia lên lên là thành tới 7, là tới 7 lớp. Thì các bạn hoàn toàn có thể là tìm hiểu thêm chi tiết ở trong cái trang web của Sophia ha. Thì nó khá là rõ đấy, nhưng mà đơn giản hóa thì người ta đang nói đến là cái soft skill của cái người làm nghề, cái competency của người làm nghề đều có thể được lượng hóa. Tổ chức của chúng ta nếu nhỏ hoặc tổ chức chúng ta nếu chưa làm những thứ này thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm đi, chúng ta lập document cho nó đi. Thì như thế thì anh em trong team công nghệ thông tin ha, thì khi người ta thấy rõ cái điểm này thì người ta biết thứ nhất là người ta đang ở đâu, và thứ nhì người ta sẽ có một cái kim chỉ nam để cho người ta phát triển cái nghề nghiệp của người ta lên. Đó là một trong các cái trách nhiệm quan trọng của cái người làm lead cái bộ phận công nghệ thông tin. Một lần nữa nhắc lại, đây là các cái keyword mà các bạn cần phải nắm để các bạn có thể phát triển cái nghề của mình, cũng giống như các bạn trẻ nắm để các bạn biết rằng là khi mà lãnh đạo bên trên người ta đặt ra những cái công việc gì thì thứ nhất là có lý của nó, và thứ nhì là các bạn hiểu được từ trước rồi, nên là khi mà sếp giao á, thì các bạn sẽ cảm thấy nó dễ chịu. Thí dụ một số công ty nó có cái nó mature rồi á, nó có cái phần nó gọi là IDP, có nghĩa là Individual Development Plan. Thì như thế ngay từ đầu năm khi mà xét cái KPI cho từng nhân viên trong team thì trong đó phải có thêm cái phần IDP để xác định rằng là cá nhân này trong năm nay sẽ phát triển những gì phù hợp với cái yêu cầu hoạt động của cái business ở đây, mà phát triển đó là đôi bên cùng có lợi. Thì nếu như các bạn mà hiểu như vậy á, thì thí dụ như là khi mà làm cái appraisal của năm cũ, xét cái KPI và cái IDP cho năm mới, và sếp đặt ra là ok năm nay anh muốn em phát triển như thế này như thế nọ, thì các bạn cần hiểu, các bạn đã hiểu trước đó rồi đúng không, nó có những cái level giống như vậy các bạn hiểu trước, thì như thế thì các bạn sẽ góp vào trong cái quá trình đó nó sẽ dễ dàng hơn. Thì nếu như các bạn tham gia cái workshop này thì các bạn sẽ ơn được cái đó, nhất là các bạn trẻ các bạn sẽ ơn được cái đó, đúng không? Thì như thế thì cái quá trình mà làm IDP trong 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 cái team của mình vào cuối năm đó, nó cũng sẽ nó sẽ nhanh hơn, và tại vì các bạn đã aware trước rồi, các bạn biết là các bạn muốn trong năm tới này chúng ta sẽ phải như thế nào, chúng ta phát triển làm sao. Như thế thì khi mà sếp đặt ra các bạn áp vô nó khá là nhanh, tại vì nó là individual. Các bạn thử tưởng tượng một cái team làm công nghệ thông tin hoặc là cái team làm development đi, có khoảng cỡ 20 người đi, mà ông sếp cũng phải ngồi với từng người một, mà trong team member người ta chưa có hiểu hết, ông phải đi giải thích đi giải thích lại, có thời gian không, mệt không, đúng không? Mà tất cả những cái skill set đó thì các bạn vô trong doanh nghiệp thì các bạn mới nghe nói tới, còn ở trong trường học không ai dạy cả, không ai nói chuyện đó hết. Thì giống như vậy thì cái buổi workshop ngày hôm nay là cố gắng nêu được cái vấn đề đó, thông tin đó để cho các bạn biết ha. Rồi như vậy thì nhìn như đây các bạn thấy nó vẫn còn thiếu gì không? Tôi tin chắc là nó vẫn còn thiếu. Và trong một cái thiếu mà lớn nhất ấy, à, thí dụ như có liệt kê đây là 16 cái soft skill, nhưng mà có một cái soft skill thứ 17 là lúc này, và cái soft skill đó rất là quan trọng để các bạn cần phải awareness được có nó. Và cái soft skill đó chính là cái soft skill mà làm cho phải nói rằng là nó tổng quan là tất cả các business đều vận hành, nhất là các cái doanh nghiệp nhỏ, mà đặc biệt là doanh nghiệp ở trong Việt Nam của mình đó. Cái này nó thể hiện rất là rõ luôn.
ở bên nước ngoài á nó sẽ không thể hiện rõ lắm nha các bạn, tại vì nó có bài, có bản, có lớp, có lan, nó được học trong trường rồi, đi ra nói tới là gần như là có thể biết được, có thể cảm nhận được. Và bên nước ngoài á thì nó có những cái chương trình internship á, thì các cái sinh viên mà sắp sửa tốt nghiệp á là đã được tham gia trong business, là tự nhiên nó build cái đó lên, tự nhiên nó build luôn. Còn trong khi ở Việt Nam mình á thì cái đó đó là chủ yếu là do bản thân từng cá nhân một có những cái sự nhanh nhẹn mà người ta đi lên. Và cái mà cái thứ 17 á, các bạn nhìn như vô vô cái hình này á, cái hình tam giác là bốn cái skill này á, thì cái đó là do bên nhóm và đây là vẽ lên ha, các bạn chắc là đi tìm ở trên internet là cái hình giống vậy thì nó chắc là nó không có đâu. Ừ, ok. Cái soft skill mà quan trọng vừa nói tới á, nó là cái business acumen. Cái tài liệu này sau khi xong là sẽ gửi cho các bạn ha, thành ra các bạn có cái tham khảo, nên các bạn an tâm nha. Rồi, vậy thì cái business acumen nó là cái gì? Dùng cái từ nôm na, nó là cái sự nhạy bén trong cái công việc kinh doanh. Mà công việc kinh doanh, nghe cái chữ kinh doanh á, tại vì bên bên nước ngoài nó dùng cái chữ là business, thì các bạn cứ nghĩ là business là nó liên quan đến chuyện kinh doanh. Xin thưa nó không phải ha, nó rộng hơn ở đó, có nghĩa là IT cũng có business, bộ phận nhân sự cũng có business, bộ phận tạp vụ cũng có cái business của họ. Rồi các bạn hiểu 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 chưa ha, như vậy cái chữ business này liên quan nhiều đến là cái chức năng của cái bộ phận được đặt ra ha, chứ nó không có bao gồm đơn giản là cái chuyện là kinh doanh đem lại lợi nhuận ha các bạn ha. Thì như thế thì cái business acumen này các bạn thấy nó được xếp ngang hàng với lại cái leadership. Rồi như vậy thì một số cái công ty, nhất là các công ty nhỏ nhỏ trong Việt Nam của mình á, các bạn có thể nghe nói tới người ta làm ăn nên làm ra. Mà khi các bạn có dịp hiểu được cái cách tổ chức vận hành của họ thì có khi các bạn xì một cái, úi giờ tưởng gì do doanh nghiệp gì đâu mà vừa bắt chả có quy trình quy chuẩn gì cả, lãnh đạo gì giống như là làm theo tình huống, đụng đâu đánh đó, đại khái như vậy. Thí dụ như các bạn đặt được quyền đặt câu hỏi giống như vậy, nhưng mà các bạn có chịu hiểu hơn hay không, đó là cái phần business acumen. Có nghĩa là dù người ta có thể thiếu kiến thức nhưng mà cái phần acumen của người ta nó quá tốt nên người ta đứng ra người ta làm kinh doanh nó vẫn đạt được cái hiệu quả như thường. Còn trong khi thực sự như các bạn thấy trên mạng đầy ra có nhiều người làm video clip đằng kia dạy quá trời quá đất luôn, thì sao người ta tạm gọi nôm na là không kiếm tiền nhiều bằng các cái công ty kia. Để một dấu lặng ở đây cho các bạn tự nghiệm ra, đúng không? Có nghĩa là một số doanh nghiệp á, có thể là ông chủ đó cái phần leadership, đúng không? Ông chưa có những cái project tốt ở trong công ty, ông chưa có cái process tốt trong công ty, nhưng mà ông có cái business acumen và ông làm được như đó thôi là ông đủ có thể đi 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 kiếm tiền rồi. Còn chúng ta những người làm về kỹ thuật, chúng ta học được khá là nhiều từ kỹ thuật cho đến cách quản trị tùm lum thứ hết, nhưng mà cái chúng ta thiếu đâu đó gần như là thiếu cái skill, soft skill thứ 17 này. Nhưng mà dùng nó là chữ là soft skill, một lần nữa quay lại ở bên trên mình có nói là mình phải có đặt ra những cái level cho từng cái công việc một, vậy cái này nó cũng có thể đạt được level, nó cũng có thể rèn luyện được, nhưng mà cái vấn đề là cái cơ hội và cái môi trường cho mình rèn luyện có hay không, thì cái này nó là một cái phạm trù khác.
À, có lẽ là các bạn cần phải tự tìm hiểu thêm, đúng không? Thì cái business acumen này có thể nói nôm na là nó gồm có mấy thứ. Nó là cái khả năng mà cái người focus vào trong cái công việc gì business, cái focus rất tốt. Rồi khi mà người ta focus giống vậy á, thì người ta dễ dàng người ta hiểu được cái thứ đang diễn ra, mà quan trọng hơn nữa là hiểu được những thứ sắp sửa diễn ra để người ta có thể là đưa ra các cái giải pháp ứng phó đúng với cái hoàn cảnh đó mà nó đạt yêu cầu. Business acumen nó đơn giản là vậy đó bạn. Còn cái cuối cùng của nó đó là người ta dễ dàng người ta hiểu được cái nhu cầu của cái bên đối tác của bên kia, đúng không? Hồi nãy mình có đề cập đến cái bộ phận về tạp vụ, bộ phận về nhân sự, bộ phận IT. Thế như vậy thì nếu mình hiểu được cái nhu cầu của bên kia người ta đang đặt ra cho mình dễ dàng mình đáp ứng. Thì khi mình đáp ứng xong thì rõ ràng là bên kia người ta hài lòng, đúng không? Nó hài lòng thì nó quay về, có phải là quay về cái số 16 không? Customer service. Mà muốn hiểu được á, thì cái quan trọng của nó hiểu được là gì? Đó là cái số 5 đó các bạn. Nha. Rồi, ok. Chút xíu chúng ta sẽ nói tiếp đó. Sắp hết giờ rồi. Rồi, ok. Cái này là một cái sample để cho các bạn thấy rằng là cái business acumen nó nằm rất là nhiều nơi. Mà thí dụ như là IT được giao một cái nhiệm vụ làm lên một cái phần mềm hỗ trợ cho cái quá trình sản xuất, là nguyên cái khung bên tay trái phần tiếng Việt đó các bạn. Thí dụ là như vậy. Thì các bạn thấy là rất là nhiều chỗ là có cái business acumen mà gần như nó đậm đặc luôn. Thí dụ như cái chỗ đậm đặc là cái chỗ nhập nhập kho đó các bạn. Các bạn có thể lập lên phần mềm rằng là số lượng vào ra trong kho như thế nào. Còn nếu như cao cấp hơn nữa là các bạn có thể lập trình lên được là vẽ được các cái kệ, các cái pallet ở trong phần kho á, nó sẽ được bố trí như thế nào và hàng hóa sẽ put vào trong đó ra làm sao. Nhưng cái kỹ năng, cái acumen của cái người làm kho, người ta mới biết được là ok, với cái loại hàng hóa này tôi sẽ sắp xếp như thế nào để tôi dễ dàng lấy ra nhất. Mà cái đó cái người làm công nghệ thông tin không thể nào hiểu được. Các bạn không có thể nào nói rằng là ok, cái anh làm kho, anh là nhân viên thấp kém, anh thấp hơn tôi một màu, mắc mớ tôi phải nghe anh, mình sẽ áp xuống, đó là chết liền ha. Rất nhiều công ty, rất nhiều đơn vị sản xuất lớn người ta bị vướng ở chỗ đó. Mặc dù xin thưa các bạn là cái người nhân viên kho đôi khi đồng lương rất thấp luôn. Thậm chí mình biết có những cái đơn vị người ta tuyển vô những cái người là làm kho là những người không biết chữ, chắc chắn luôn ha. Cái này là cái sự thật mà mình đã trải nghiệm rồi ha. Ta không biết chữ luôn, nhưng có đứa điều là khi người ta được giao công việc đấy, tự nhiên người ta thích thú với công việc nên người ta nghĩ là được những cái là ok, cần phải sắp xếp như thế nào cho nó phù hợp. Và mỗi lần mà ở bên trên chỉ cần đặt cái yêu cầu phải lấy món hàng đó kia, người ta đi đến lấy ra rất nhanh. Thì cái kho mà kho thành phẩm thì nó ra đơn giản, còn cái kho mà kho nguyên vật liệu nó phức tạp biết là bao nhiêu, có quá nhiều thứ quan trọng, nó nhỏ nhỏ nó tùm lum hết. Đại khái thì như thế thì các bạn mới thấy rằng là cái nghề làm công nghệ thông tin, cái nghề quản trị nguyên cái ngành công nghệ thông tin nó không có đơn giản, và chúng ta phải tôn trọng tất cả các bên ha. Đấy, thì thí dụ như là cái hình bên trái là nguyên một cái tổ chức của cái việc sản xuất, và cái luồng thông tin của nó đi từ thấp cho lên đến cao đó. Thì ví dụ trong này các có một cái keyword của các bạn là S&OP à, thì S&OP là gì? Các bạn có thể tìm cái từ khóa rất là nhanh ở trên mạng, đúng không? Mà S&OP nó chỉ là một phần nằm trong nguyên cái cây giống như vậy đó. Thì tất cả những thứ này, SKU tạm gọi là từng cái bạc của cái sản phẩm, của cái thành phẩm mà đang có ha, thì tất cả những thứ này đều là cái
tạm gọi là nó có từng cái business department riêng phụ trách, và mình làm công nghệ thông tin là mình đi hỗ trợ người ta. Có khi mình không hiểu rõ, có khi mình hiểu mới sơ sơ thôi, thành ra là mình hãy chịu khó mình lắng nghe người ta. À, và cái lắng người lắng nghe đầu tiên phải là cái ông quản lý công nghệ thông tin trong đó, tại ông làm trưởng ông không lắng nghe, ông chỉ đạo ông bắt mấy người lính đi xuống dưới ngồi nghe đi, lính nó nghe nó cũng ngơ ngơ về rồi xong rồi ông cứ ok rồi mày làm đi, thì nếu như thế thì gọi là thiếu sự sâu sát. À, ở cái chiều ngược lại là các bạn trẻ nghe buổi ngày hôm nay là chưa đang đang không có giữ cái vai trò về quản lý, thì các bạn nghe vậy các bạn hiểu, thì thế thì các bạn sẽ đóng góp rất là cụ thể vào trong cái team IT mình đang hoạt động, vào trong cái business mình đang có. Ha. Rồi, ok, như vậy thì để kết luận là có những cái thứ gì để các bạn đem về. Ha. Rồi, đây là cái kết luận của chúng ta. Ha. Hồi lúc nãy nói về cái soft skill thứ năm, cái communication đó, thì đây muốn mô tả cho nó rộng, cho nó rõ ràng ra cái phần communication. Nó là cái key nha các bạn. Rất key luôn. Đôi khi chúng ta làm rất tốt, chúng ta không biết communication, nên là các bộ phận khác không hiểu. Bản thân cái người lãnh đạo trực tiếp của mình, người ta cũng không hiểu được cái bộ phận mình của mình đặt ra, cái bộ phận mình của mình đã đạt được. Dĩ nhiên là họ có thể biết nha các bạn. À, nhưng mà ok, chú nào la lên thì ta sẽ đáp ứng trước. Cũng giống như mấy bữa các bạn thấy là dịch bệnh á, thì bên nào la rầm trời lên á, thì nhà nước ưu tiên, là đi đi chích ngừa á, nguyên một nhóm người mà la rầm trời á, thế thì nguyên nhóm được vô chích trước, còn những người khác xếp hàng tuần tự á, thì lại thôi kệ anh làm ơn đứng chờ, đúng không? Thì vậy thì communication nó cũng là một cái kỹ năng ha, nó rất là quan trọng. Còn những cái điểm trên thì nãy giờ cũng đã nói rồi, là các bạn cần phải hiểu rõ cái business chỗ mình đang tham gia ha, mình tôn trọng, mình hỗ trợ họ trong khả năng, và mình phải cái người làm quản lý cần phải làm sao hài hòa được cái gọi là cái khả năng đáp ứng của cái team của mình, bảo vệ được cái team của mình trước các cái yêu cầu nó chưa phù hợp. Mà muốn làm được cái đó, nó là một cái quá trình và nó liên tục được phát triển và improvement ha. Mà cái improvement mà dễ dàng nhất, rõ ràng nhất là nó thông qua các cái service mà mình cung cấp được văn bản hóa ha. Thì các bạn đã nghe nói đến cái service catalog, đó là cái phần trong đó ha. Và cái service catalog là cái sẽ được review và cập nhật, nếu như mà không nói là 6 tháng một lần thì ít nhất là phải là 1 năm một lần đó. Thì đấy là những cái skill mà cái người mà làm quản trị cái nhóm công nghệ thông tin cần phải hiểu rõ. Còn các cái bạn trẻ thì biết được là có những cái thứ đó để cho các bạn mà nhanh chóng đáp ứng được với nghề của mình. Ok, thì bây giờ mình quay sang cái phần hỏi đáp ha. Hay là các bạn có thể là đưa tay để lên đặt hỏi đáp á, thì mình sẽ tương tác luôn cho nó cho nó nhanh, cho nó sinh động ha. Ở đây mình có thấy câu hỏi của bạn Trần Xuân Hải ha. Đối với một IT technician hoặc engineer thì cần bắt đầu từ đâu? Học những khóa chứng chỉ nào để có thể bắt đầu tiếp cận lên vai trò leader manager? Đầu tiên nói cho các bạn biết là một cái thực tế đó. Thực tế bên ngoài á, là người ta luôn cần phải có, tạm gọi là người ta hay nói đến vấn đề kinh nghiệm nha các bạn. Chúng ta hãy bỏ qua những cái trường hợp cá biệt ha, thì các bạn chắc cũng đã nghe báo chí truyền thông đôi khi có những vị lãnh đạo rất là trẻ tuổi buồn một phát được lên làm phó giám đốc rồi gì đấy, đúng không? Thì đó là những cái chuyện mình để qua một bên nha các bạn, cái đó mình rất là khó nói ha. Còn cái
về mặt gọi là tạm gọi là đi một đường thẳng, à, chúng ta tự thân chúng ta đi thẳng lên đúng không, thì đầu tiên chúng ta cần phải có kinh nghiệm trước đã. Kinh nghiệm đó nó nên bắt đầu từ các cái công việc nhỏ, công việc nhỏ làm trước rồi mới làm được những công việc lớn đúng không. À, dĩ nhiên là khi các bạn point lên làm leader, làm manager đó, thì đâu đó nó cũng có một số yếu tố mà gọi nôm na là giống như là hôm rồi mà Trung Quốc nó thắng Việt Nam mình, đội tuyển Việt Nam mình vào giờ chót á, đúng không? Buồn phát chì một quả banh cầu Âu vô vu vơ thế, nhưng mà chả ai đụng được đến banh cả, thủ môn cứng luôn, thế là banh nó vào lưới, đúng không? Thì đó là những cái mà để được point lên đó, đôi khi nó cũng cần những cái thứ giờ chót giống như vậy ha. Thì như vậy thì muốn bắt đầu từ đâu thì cũng quay lại cái chỗ IQ á, là người ta nói bắt đầu từ đúng ngay cái vị trí của bạn hiện tại đi. Có nghĩa là nếu như bạn vừa học công nghệ thông tin và bạn ra trường và bạn xin vào làm, hãy bắt đầu với có thể là cái nghề là IT support hoặc IT help desk. Rồi trong quá trình mình làm help desk nó rất là hay các bạn. Làm help desk là các bạn gặp các cái câu hỏi thường xuyên từ cái business. Từ cái câu hỏi của phía bên business thì các bạn sẽ vỡ ra rất là nhiều điều, từ cái hệ thống IT đang có cho đến cái cách hoạt động của đơn vị của mình. Rồi các bạn hăng hái các bạn tham gia vô, thì tham gia vào các công việc, tham gia vào việc hỗ trợ, thì các bạn tự nhiên sẽ có lên được một cái kinh nghiệm nhất định. Và hồi lúc nãy mình có nói là mỗi một năm á, với một cái doanh nghiệp mà mature rồi á, thế nào cũng sẽ có được cái phần gọi là year-end appraisal, rồi next year KPI kèm thêm cái IDP. Thì như thế thì các bạn sẽ biết rằng là mình cần sẽ phát triển lên như thế nào. Thậm chí các bạn đừng ngại nhé, tụi bên phương Tây á, nó cũng khá là rõ ràng luôn. Dĩ nhiên ở Việt Nam mình hơi khó chút xíu ha, nhưng mà mình cũng biết là có những cái người trẻ đó, khi mà vô cái buổi mà appraisal á, thì khi mà sếp hỏi rằng là năm tới em dự định như thế nào, thì có thể là nói hơi ấp úng chút xíu, nhưng mà sếp mà hỏi rằng là mục tiêu của bạn trong 3 đến 5 năm tới ra làm sao, thì có bạn trẻ thẳng thừng nói luôn, dạ em trong vòng 3 đến 5 năm tới thì em muốn là đạt trình độ giống như anh, rồi nôm na là em lên thay anh luôn, đúng không? Các bạn được quyền đặt mà. À, còn nếu mà ông sếp mà ổng trâu mày hoặc là khó chịu với câu hỏi giống vậy á, thì bạn tự biết rằng là đấy là dấu hiệu của cái việc là cái áo nó sẽ chật, đúng không? Còn mọi thứ các bạn hãy nên bắt đầu từ ngay cái vị trí hiện tại, từ cái nhỏ của mình nha. Đây là cái một cái đường đi mà mình có thể nói rằng là gần như ai cũng phải trải qua, nó rất là khó. Chỉ có một số cái case rất là đặc biệt á, thì các bạn mới nhảy cấp bùng phát, các bạn nên làm leader này kia. Nhưng mà tự bản thân trong mình nhé, mình là người trung thực đúng không, mình làm kỹ thuật thì thường là mình hay trung thực với cả bản thân của mình lắm, thì tự mình sẽ thấy là ok, liệu là mình có đủ khả năng để làm chuyện đó hay không, ok, hay là mình cứ take risk thử. Nên nếu như các bạn tự nhiên được point một phát một thì các bạn được quyền take risk mà, đúng không? Đấy, nhưng mà thí dụ như nếu mà đã lỡ các bạn lên được vai trò đó, như vậy thì các bạn phải nhanh chóng hỏi ra ngay, ok, chúng ta đang thiếu cái gì để chúng ta học ngay lập tức. Đó. Nhưng mà đã nói với các bạn, mọi thứ cái bạn mà được học các cái best practice và các cái standard đó, người ta đặt ra là đầy hết, nhưng mà để mà thấm vào trong mình đó, đều luôn luôn phải có một cái quá trình, không bao giờ có cái gì tự nhiên mà có. Dĩ nhiên là cái business acumen hồi nãy có đề cập tới, với người này khác với người kia khác, người này rất là nhanh nhạy, nhanh chóng nắm bắt đó, đúng không, không bằng được người kia. Người kia thì lại rằng là không có nhanh nhạy đấy, nhưng mà lại chứng chỉ đầy mình hết, nói ra là ok, quá trời chứng chỉ luôn. Nhưng mà cái người mà nhanh nhạy hơn, cái người biết cách communicate, các người biết cách phối hợp với các cái team khác làm việc hiệu quả, thì thường là sẽ được point lên ít nhất là associate leader, là cái người leader tập sự, ít nhất là vậy. Còn những người mà thí dụ như là
bằng cấp rất là nhiều, nhưng mà cái khả năng communication nó bị hạn chế, cái khả năng mà phối hợp với lại các nhóm khác làm việc ấy, nó khó khăn, thì thường là khó mà được point lên. Đó là một cái thực tế nha các bạn. À, rồi giờ xin sang một câu hỏi khác. Có một câu hỏi của bạn là của bạn Khoa chia sẻ thêm kinh nghiệm khi trở thành ID leader, ngoài việc giỏi quản lý thì cần giỏi chuyên môn hơn nhân viên của mình không? Có ý kiến gọi là giỏi hơn nhân viên thì nói mới nghe. Thực ra các bạn theo cái kinh nghiệm của mình đó, cái gì từ tâm thì nó sẽ đi đến tâm. Cái này là rất là personal ha. Lúc đây thì sẽ không nói về lý thuyết nữa, mà nói về cái kinh nghiệm. Thì khi bạn đã hỏi như vậy á, thì mình nêu ra là quay lại cái này. Rồi, các bạn thấy cái công việc thì nó hằng hà sa số giống vậy, mà một người làm leader mà bắt buộc phải giỏi hết tất cả mọi thứ như thế, mà đây là chưa liệt kê hết nữa ha, đáng lẽ là chỗ này nó còn có thêm ba dấu ba chấm đó, mà nãy thiếu mất, quên mất thiếu dấu ba chấm. Cái tài liệu của các bạn gửi sẽ thêm một dấu ba chấm như thế, có nghĩa là nó còn rất là nhiều. Mà ông IT leader nào mà ông cũng giỏi hết tất cả mọi thứ như vậy thì các bạn nghĩ là ông lại siêu nhân rồi, đúng không? Mà cái điều quan trọng nhất á, của người người làm lead á, là phải biết cách delegation. Còn không thôi thì anh cho anh làm hết, mà anh làm hết thì anh còn thời gian đâu ra đến làm chuyện khác. Tại công việc quản lý hồi nãy có nói với các bạn là gì nè, ở đây nó có ghi nè: budgeting, staffing, change management, organizing, controlling, đúng không? Nó tùm lum thứ như vậy, thì nếu như các bạn dành hết thời gian vào trong cái vấn đề technical thì lấy đâu ra thời gian để bạn làm tốt được những công việc khác, mà những công việc đó là thuộc trách nhiệm của bạn, đúng không? Thì như thế thì để đi lên làm manager, làm leader thì các bạn phải có background technical, thì nó là bắt buộc ha. Có thể khẳng định với các bạn là bên nước ngoài có một số cái đơn vị nó bị đi hơi lạ lạ ở chỗ là nó không cần cái người làm giỏi về technical, mà nó vẫn pawn vô được những vị trí làm quản lý với điều kiện người đó đã có kinh nghiệm quản lý. Các bạn chú ý ha, cái này là trên thế giới các bạn đã từng thấy, nhưng mà tất cả những gì các bạn thấy là do báo chí đăng, mà các bạn biết báo chí đăng thì nó thường nó hơi là specific, đúng không? Anh không biết gì về cái mảng kinh doanh đấy, nhưng mà anh được pawn vô làm một project manager, thì lúc đó anh sẽ làm rất tốt cái công việc về project management life cycle. Các bạn chú ý, project management life cycle nó khác biệt với lại product management life cycle. Thì lúc đó tạm gọi nôm na là các bạn làm các công việc về hành chánh cho cái việc quản lý cái dự án, dẫn dắt dự án nó thành công thì bạn làm được. Nhưng mà vô cái phần product management life cycle là các bạn làm cho cái product từ chưa có cho nó thành ra một cái sản phẩm thực sự thì các bạn sẽ rất khó, nếu như các bạn không có technical skill. Nhưng mà bảo là các bạn có đầy đủ technical skill thì không được, nên các bạn phải có đội nhóm. Giả sử các bạn được point làm project manager thì các bạn hãy chú ý đầu tiên là phải làm sao firm được cái đội nhóm của mình. Và khi các bạn học cái project management á, học theo cái chứng chỉ PMI á, thì người ta đã có dạy cái phần đấy. Thì vấn đề là cái nơi dạy các bạn, hoặc là các bạn tự học, các bạn có nghiệm được điều đó hay không thôi. Còn cái nơi mà dạy thì người ta có focus cái đó, điều đó cho các bạn hay hay không. Thì firm cái đội nhóm nó khá là quan trọng. Các bạn thấy nhiều cái anh manager rất là giỏi á, làm project giỏi á, là cái anh đó cực kỳ hay ở cái chuyện là thuyết phục sếp giao cho mình những cái resource là những nhân sự giỏi. Tại vì có nhân sự giỏi thì anh sẽ làm được giỏi. Thì các bạn ví dụ như quay về lịch sử ngày xưa đi, tất cả những ông vua chúa thành công tên của ổng được lịch sử ghi lại, nhưng mà đâu phải một mình ổng làm, ổng đều phải có bộ sậu bên dưới cả, đúng không? Không có bộ sậu bên dưới thì sao làm? Thành ra là quay lại cái câu hỏi của các bạn là mình phải giỏi hơn để nói cho nhân viên nghe, nó
nó không cần đến mức độ đó các bạn ha. Thì như vậy thì quay lại như nãy có nói, nếu như các bạn làm việc từ tâm, các bạn có được một kế hoạch rất là rõ ràng, các bạn giao công việc cụ thể với cái outcome cụ thể, deadline cụ thể, cái chất lượng công việc cụ thể, ba cái thứ mình vừa mới nói nó thuộc về bên cái project management ha, scope, time and cost ha. Đấy. Thì cái người gọi là follow bạn, người ta thấy rằng là đây là cái chuyện rất là rõ ràng và người ta hiểu được cần phải làm như thế thì cái project sẽ thành công. Khi người ta nắm được hết tại những thứ đó thì người ta sẽ làm. À, còn thí dụ như các bạn tạm gọi nôm na là kẻ cả, chỉ để xuống, chỉ cần giọng xuống, giọng xuống, giọng xuống, làm đi, người ta không hiểu nên người ta làm cho ra được. Ha, rồi ok thì tạm gọi là dừng ở chỗ đó ha. Chứ nếu mà nói thêm nữa thì nó sẽ rất là nhiều nha. Rồi xin phép là thêm một câu trả lời nữa thôi nha các bạn ha. Rồi sau đó những cái khác nếu như mà có gì thì sẽ được trả lời qua email nha các bạn. Rồi có câu hỏi của bạn Nguyễn Đăng Hùng thì sẽ trả lời nhanh ha, để quay lại trả lời cái câu hỏi nó khó hơn chút xíu bên trên. Rồi câu hỏi của bạn Nguyễn Đăng Hùng là hiện tại đang làm technician, muốn nâng lên một chút về system engineer thì có thể nói một chút công việc thực tế của system engineer. Rồi ok, công việc của system engineer gọi nôm na đơn giản là vận hành hệ thống ha. Và khi đã được gán cái mác là engineer, khi đã được gán cái mác engineer thì có nghĩa là mình phải làm việc theo đúng một cái kiểu của một người kỹ sư. Gọi nôm na khi đã gọi là kỹ sư là gì? Sư mà, đúng không? Sư tạm gọi nôm na là cái người hiểu rất là rõ công việc đó. Kỹ là hoàn toàn có cái kỹ năng, kỹ thuật để mà thực hiện công việc. Thì như thế thì bạn cần phải nắm rõ cái system mà mình đang làm để mà mình có thể cấu hình được nó theo cái yêu cầu vận hành của cái business đặt ra. Thì như vậy đầu tiên các bạn đang là IT technician, có nghĩa là các bạn đang làm những cái công việc đơn giản, những công việc theo routine, những công việc đã được nêu rõ ra, hay gọi nôm na là bạn lên level 1. Bạn muốn nâng cấp lên level 2 thì đầu tiên bạn phải hiểu rõ được cái system của mình đang vận hành là cái hệ thống gì vậy, hệ thống chạy trên nền tảng gì. Ví dụ nó là một cái application quan trọng, nó chạy dựa trên Oracle Database, và Oracle Database đó nó chạy dựa trên cái nền tảng là Linux, thí dụ thế. Như vậy thì các bạn thấy là đầu tiên mình cần phải nắm về mặt Linux, sau đó mình sẽ nắm về cái Oracle nó chạy như thế nào, và cái thứ ba là cái application đang được develop ở trên đó nó ra làm sao. Mà cùng một lúc mà các bạn học được ba thứ đó khó quá, chúng ta phải đi từng bước một, đúng không? Thì như vậy thì các bạn sẽ xem cái khả năng của mình á nó nằm chỗ nào. Mình phải nghiêm túc, mình ngồi dành một cái thời gian mình ngồi ra, ok mình đang mạnh ở chỗ nào, mình focus vào chỗ đấy. Tại vì khi mà vận hành nguyên một cái system giống như vậy á, thì nó phải chia role ra, chia cái trách nhiệm ra, chứ không thể nào là một người nắm hết tất cả, ngoại trừ đó là của doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ thì IT phải nắm hết tất cả, còn doanh nghiệp lớn thì sẽ được chia ra, đúng không? Thì như vậy thì các bạn đang làm technician á, thì các bạn sẽ xem là mình đang phù hợp với thế nào để mình đi tắt đón đầu, đi tắt bằng cách học đúng ngay vô cái thứ cần. Sau đó là mình group với lại các anh lãnh đạo trực tiếp của mình á, anh tổ trưởng hoặc là anh nhóm trưởng hoặc là anh manager đó, để xem coi là cho anh thấy rằng là mình có khả năng còn đi lên. Thì như thế thì các bạn sẽ được từng bước giao cái trọng trách nhiều hơn, rồi đến một lúc các bạn sẽ lên làm system engineer thật sự ha. Thì sau cái system engineer thì mới tính đến chuyện lên làm tổ trưởng, làm team leader, rồi lên làm manager. Đó là cái thực tế và nó là cái con đường đi bền vững nha các bạn ha. Rồi quay lại cái câu hỏi khá là hay của các bạn bạn 7102 ha, mình đặt tên mình đọc lại là 7102 không biết đúng hay không nha ha. Rồi bạn nói rằng là để một người thiên về phát triển chuyên môn kỹ thuật công nghệ, chưa giỏi về kỹ thuật nhưng giỏi về business process thì ai là người có cơ hội thăng tiến hơn? Rồi ok,
Đây là chỗ này. Các bạn nhớ cái chỗ này không? Theo cái cảm quan của mình nha, lý thuyết thì đã có rồi. Còn theo cái cảm quan rất là cá nhân của mình thì thông thường cái người mà giỏi về cái business process sẽ là người giỏi về mặt communication. Tại vì khi anh giỏi về business process, anh giỏi bằng cách nào? Chỉ có cách là anh phải đi giao tiếp với người ta, anh phải nói chuyện, anh mới hiểu ra được, đúng không? Và khi mà người ta giỏi thứ đó thì cái lợi thế người ta sẽ hơn nhiều so với người biết thuần về kỹ thuật. Đó là một cái thực tế các bạn cần phải chú ý ha. Đó là cái thực tế, và cái thực tế đó từ cái kinh nghiệm của bản thân của mình thì mình nêu ra là như vậy, thì mình tạm gọi là mình đang tin là điều đó là đúng. Còn nếu như các bạn mà thấy rằng là nó chưa phù hợp đó, thì các bạn có thể rằng là feedback lại, xong rồi anh em mình sẽ mở rộng cái việc thảo luận ra ha. Rồi mình thêm một cái câu hỏi cuối cùng thôi ha. Anh em hỏi vị trí IT trong khối doanh nghiệp nhà nước, việc trở thành IT leader cần chú ý thêm những điều gì đặc thù? Với câu hỏi này thì mình nghĩ rằng là nó gọi là doanh nghiệp nhà nước thì tạm gọi là cái rumor trên thị trường á, cái rumor mà ngoài đời chúng ta hay nghe đó là có phần chống lưng này kia thì dễ đi lên. À, thì cái việc đó thì các bạn hãy tự xét cho mình một cái mai, một cái suy nghĩ trong đầu á, chuyện bình thường ở huyện. Thực ra bên nước ngoài nó cũng vậy, Tây phương như Mỹ thì cũng y chang giống vậy. Tại vì sao? Vì đơn giản là người ta cần có ekip. Một cái thực tế là các bạn thấy ông tổng thống Mỹ thì được bầu chọn, nhưng mà gọi là nội các của ổng là ổng chỉ định. Ví dụ như mới đây ông thủ tướng Nhật cũng đi lên, đúng không? Ông thủ tướng Nhật là được bầu chọn nhưng mà nội các là ổng chỉ định. Thì các bạn quay qua cái đội banh đi. À, ví dụ như một cái phát nó rất là hiển nhiên mà các bạn đã từng thấy đấy, đúng không? Là ông David Moyes sau khi ông về ông làm huấn luyện viên của đội Manchester United đó. Ông về phát ông sa thải, ông loại hết tất cả những người cũ của ông Ferguson đi, ông lấy nội các của ông luôn, đúng không? Thì cái đó gọi là ekip. Mà ekip đó cái việc đúng hay không đó, là tương lai trả lời. Còn hiện tại bạn đâu có làm gì được đâu, đúng không? Tương lai nó mới trả lời. Đấy, nên là cái chuyện là có những chú ý gì đặc thù hay không, có lẽ là nó thuộc về từng cái situation nhất định, nên là sẽ không có cái chú ý gì hết, đúng không? Còn chúng ta nếu nói về thuần về technical, thuần về cái skill set bao gồm hard skill và soft skill như cái buổi workshop này đề ra, thì các bạn hãy cứ thực hiện theo những cái thứ giống giống như trong nhóm đã nêu ra, thì các bạn cứ theo con đường đấy thì rồi gọi là cái thời sẽ đến để các bạn có thể lên làm cái vị trí quản lý. À, rồi ok, thì buổi workshop của chúng ta cũng 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 cũng, cũng lố giờ ha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã rất là kiên nhẫn để mà chịu khó tham gia những cái buổi workshop giống như vậy, và tham gia và đến giờ cuối như thế này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu như các bạn có các cái feedback gì á, thì mong các bạn cứ việc đưa vào trong cái thông tin mà survey của nhóm ha. Thì cái thông tin của các bạn, cái feedback của các bạn rất là hữu ích để IT for VN sẽ phát triển lên, để làm thêm các cái buổi workshop khác mà nó mang cái yếu tố là phù hợp với lại cái nhu cầu hiện tại. À, rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Rồi nếu như mà trong quá trình mà trình bày mình đã có những cái điều mà nó chưa phù hợp, và nhất là các cái bạn tham gia vào nhóm mà đã có được những cái kinh nghiệm đó, thì các bạn cứ việc chia sẻ.
thì IT4Gen sẽ luôn luôn tiếp nhận các cái chia sẻ của các bạn. À, rồi xin cảm ơn và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Thì nhà nước đã dỡ bỏ giãn cách rồi thì hy vọng là sau đó là theo cái tính toán của các cái nhà khoa học là cái việc mà mở cửa toàn diện là nó sẽ được như cái mong muốn của anh em để đi tới đi lui hoặc là đi ra ngoài quán cùng ly với nhau nó dễ dàng hơn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nhiều ha. Rồi, xin chào mọi người.